Thưa bà con, yêu cầu bà con trật tự. Yêu cầu bà con trật tự. Khổ quá với cái thằng này. Có đứng yên một chỗ không? Ông cho cái alo ngoặt bây giờ. Alo, alo. Xin bà con giữ trật tự. Phần thi đang bước vào giai đoạn gay cấn để chọn cho bằng được Hoa Khôi ngày hôm nay. Ra đấy. Sao bắt cái đàn độn như thế? Thưa cô, cô hiểu thế nào về bốn chữ mà các cụ thường mong ở một người con gái? Đó là công, dung, ngôn, hạnh. Thưa ban giám khảo, thưa bà con, theo em là công là công lao. Phụ nữ nào phải có công lao? Công là công lao. Dung là dung nhan. Phụ nữ là phải thật đẹp. Phụ nữ là phải thật đẹp. Là phát ngôn. Phụ nữ là không được phát ngôn bừa bãi. Phụ nữ là không được phát ngôn bừa bãi. Còn hạnh là hạnh phúc. Phụ nữ là lúc nào cũng phải được hạnh phúc và sung sướng. Xong rồi, đi ra. Comment imaginez-vous votre mari dans le futur? Merci, merci, merci. Thằng chồng, người chồng trong tương lai của cô là người như thế nào? J'espère qu'il soit intelligent, actif et humanitaire. Thưa bà con, thí sinh Hồng Ngọc có trả lời rằng người chồng mà cô nghĩ tới trong ngày mai sẽ là người thông minh, nhanh nhẹn và biết yêu thương mọi người. Vỗ tay! Alo! Kính thưa ông Tây! Kính thưa bà Đồng! Thưa tất cả các quý vị! Tôi xin trân trọng công bố người đạt danh hiệu Hoa Khôi Bắc Kỳ hôm nay gồm những thí sinh sau: 30, 47, 56 đều bị loại, và người đạt giải là ra đấy, cô Nguyễn Thị Hồng Ca. Còn tên là con ơi, bọn ông thầy đầu tư. Con biết ngay mà. Thế nào cô Ngọc đúng người như thế chứ. Khúc nào ra khúc đấy. Anh nói gì đâu chứ để. Các cụ ấy, xin lỗi cụ. Đứng trước những người đẹp, cụ có suy nghĩ gì? Tôi rất nãy làm tiếc vì tôi đã quá già rồi. Con cua có càng anh không mà ra móc, con cua gãy càng anh móc cho em xem. Này cậu, cậu ơi, cậu sao lại đần mặt thế nữa? Mày thấy Moa thế nào? Thế sao thế? Thế ốm à? Con này. Cậu đã phải lòng cô Hoa Khôi Hồng Ngọc rồi. Ồ, thế cái cô Lý Mỹ Hường cầm phim của cậu đâu rồi? Thì gọi là cái tên mà đâu hết. Đi hết rồi con ạ. À. Đi sạch à? Bây giờ Moa vẫn một thân một mình đây này. Khổ quá nhỉ, một mình một bóng. Thế chứ nhỉ? À này, cái gì? Mày thấy dung nhan của cậu thế nào? Có lấy được cô Hồng Ngọc không? Ừ, quay vòng tròn. Quay vòng tròn. Ừ.
chồng xuống chồng luôn. Ui giời ui, cái túi tiền của cậu nó đẹp quá trời. Tao bảo mày ngắm xem cái mặt của tao nó thế nào. Bảo cái gì? Mày lại đi khen cái ví tiền của tao thì để làm cái gì hả? Đồ của chuối. Giời ạ, đời bây giờ cái túi đẹp mới là nhất. Mặt đẹp như tiên không bằng cái túi tiền dày. Úi giời, mày làm cái gì đấy? Em phải nói thật với cậu nhá, cậu. Hình hài của cậu thì cũng bình thường thôi. Thế là thế nào? Gớm cái mặt mũi kìa. Sao? Chả đều nhau gì cả. Mặt mũi thì cái thì lại to quá. Cái thì lại nhỏ quá. Sao lại rõ thế còn gì? Túi này láo quá. Túi gì? Mày hơi quá lời rồi đấy. Thì đấy, mắt thì khi mắt lươn như quân trộm cắp, như phường bất lương. Thằng này, mày hơi khốn nạn với cậu rồi đấy. Ôi, nhưng mà cậu ơi, có tiền cu cung thành thành tiền, chế bay đến giờ, chế bay đến giờ. Không tiền, tiền cung giang trần như chợ. Cậu đang khi mắt lươn có tiền bỗng trở thành mơ mộng như mắt bùa gái. Cậu đang như con cu bỗng trở thành một chú nại. Đây bằng bệnh lợn ngành đạp đầu. Hạ phòng sang là vê phùng khê. Úi giời. Đời nó là như thế cậu ạ. Đầu củ chuối thế mà khá. Khá quá chứ. Mày làm moa tự tin hơn rồi đấy. Cậu đùa con. Chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ. Đi theo moa. Đi theo moa. Năm, mười, mười năm, mười, mười năm, mười, mười năm. Ê. Ê. Gớm như thế nhỉ. Vặt cái lông mày mà cái nhìn là chọc tiết lợn như thế nhỉ. Này, bà ơi, cứ để cho tự nhiên. Mà tôi lo lắm bà. Cái con Ngọc nhà mình lớn như là cái sào chọc kìa kìa. Mà lúc nào cũng ngang ngủ ngoài. Lần này mà không xong ấy thì cứ ở vậy suốt đời thôi. Lo lo cái gì mà lo. Lo con bò trắng răng, không ai mua thuốc dụng răng cho bò. Lo vớ vẩn. Con gái mình cành ngọc lá vàng, nó kén cá chọn cơm là lẽ đương nhiên. Lo. Thôi thôi bà ấy. Tôi đề nghị bà một việc này nhá. Ôi giời, được rồi nói đi. Hôm nay mọi việc do một tay tôi quyết rồi nhá. Ăn không nên đợi. Nói chẳng nên nhời. Mồm lũng ba lông bông. Ấy như là thế. Đừng có đùa. Gì? Việc của ông nhá là chỉ việc ngồi im, cười thật tươi, cho nó ăn ảnh, cho nó đẹp đội hình. Đột nhá. Úi giời, úi giời. Để đây. Này nếp giá phóng thì để đâu hết cả. Bất hả? Chồng nói thì vợ cái em là cái gì? Tôi hỏi ông hả? Thế ai là chủ cái nhà này? Thì tôi là chủ. Này, cho nói lại nhá. Nhưng mọi việc do bà quyết định. Tôi nói cho ông biết nhá, mọi việc ở cái nhà này, việc gì cũng đến tay tôi cả. Úi trời, hay cả việc con Ngọc được hoa khôi. Tôi không đẻ ra nó thì lấy đâu ra nào? Úi giời, úi giời. Dễ thương một mình bà đẻ ra nó chắc. Không có thằng này đút cửa trước mà luôn cửa sau thì có mà thành hoa khôi. Thế không phải này không? Đấy, bà là chẳng hiểu cái gì hết. Mình mà không lo lót ấy, họ chỉ cần đo sai đo ẩu, nới tay ra một tí là cái bụng to phành. Thắt chặt vào một tí. Sao bụng ra đây to thế? Lòi ruột. Đấy, chỉ cần thắt chặt vào một tí, ngực con mình đang to bỗng lép như đồng hồ thị sĩ luôn. Đấy, công ai? Thôi 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 thôi, công của ai tôi không cần biết. Quan trọng ấy là nó giống tôi. Chứ giống ông á, có bà ăn cạm. Úi giời, úi giời. Nó giống bà. Bà nhìn lại bà đi. Thế là sao nào? Úi giời, lượn thì đánh võng. Nhìn lại của mông xem. Thế sao? Này, nó giống tôi như đúc đi. Dạ ơi,
Ông tưởng là ông đẹp lắm đấy à? Ông thử soi gương lại xem. Đang soi đây. Môi thì lúc nào cũng ghê lên. Trông kìa, cái nhiều là chủ muốn giấm mình. Úi trời. Còn bà ấy. Sao? Người ngợm to chẳng đều chút nào. Pha khô lúc nào cũng phải ngược lên trời. Động một tí là ông ơi lượt giỏi. Bây giờ thấy gái này phai hương nhạt phấn đi rồi, bắt đầu chán, bắt đầu ngãn ra đấy phải không? Thế ngày xưa cả họ cả hàng cả ham cả hốc nhà đứa nào nhá, tay bưng chầu đầu đội chát, đến đây lúp xúp rồng rắn lên mây nhá, xếp hàng xếp lượt ra để hỏi xin con này về làm vợ nhá. Bao giờ chú đến ngày xưa? Mệt quá. Bây giờ bà suốt ngày sao lạch bà lạch bạch trong nhà trông chẳng khác gì tảng mỡ thiêu di động này nhá. Ông ra đi tôi hỏi ông gì đâu. Tôi nói cho ông biết nhá. Hay hớm gì cái loại đàn bà. Người thì gầy như con cá mắm, đen đẹp như cảnh liễu khô, đi lại thì lăng quăng. Có khác gì con phù thủy cưỡi trời. Chào ơi, đàn bà là phải như tôi thế này này. Ôi trời ơi, nói cho ông nghe nhá. Ông cẩn thận ngã. Đàn bà là khúc nào đi khúc đấy. Rõ chưa? Thôi. Bà ơi, nói một tiếng nghe tôi nói đã. Xuống đi, nghe tôi nói đã. Dù bà có là tảng mỡ thiêu thì tôi cũng chỉ là một con mèo. Ma mèo chẳng bao giờ chê mỡ. Đúng không? Mà trước kia bà mê tôi lắm. Bà còn tặng cả thơ cho tôi. Đọc lại nghe nào. Tôi chả đọc. Ông có thích không đã? Thích mà. Bà đọc nghe đi. Xa xa những luống xanh xanh. Đó là rau muống nấu canh đây chứ. Ồ. Thế nhưng mà cả ông nữa. Ông cũng phải đọc bài thơ mà ngày xưa ông tặng tôi mới được. Đọc nhá. Ước gì anh hoa thành chum, còn em là nước, ta chùm vào nhau. Lãng mạn quá. Lãng mạn quá. Mỗi lần nghĩ đến kỷ niệm này không biết sao nước mắt cứ muốn văng ra ngoài. Mà thôi chết rồi. Tôi đừng lèo nhèo như mèo vật đống rơm nữa. Sắp đến giờ khách đến rồi đây. Sen ơi. Dạ. Cô cho gọi con ạ. Mày nhìn cô thế nào? Ôi dồi ôi, sao hôm nay cô xinh thế? Mà nhà có việc gì mà cô lại ăn mặc diện thế này? Thế lại xem mặt à? Lại xem mặt. Ồ, thế em tưởng cô ăn cái cậu dần rồi. Gì? Cái ông lùn tịt ấy. Lấy ông ấy về để bế ông ấy à? Đã thế, Trần lại còn vòng kiêng. Còn chó chui cũng lọt. Là em hỏi vậy thôi. Chứ cái lão ấy à, nói à thì ngọng líu ngọng lô. Cái gì mà lại còn đọc thơ nữa chứ? Cái gì nhỉ? Năng năng nạnh nẽo nửa nòng. Nửa nòng nạnh nẽo nạnh nập nòe nâng nâng. Chả hiểu thơ với phú ví von kiểu gì mà lại nửa nòng với nửa nập nòe. Mà này cô ơi, em thấy ông bà ấy là ưng cậu Mão lắm đấy. Ui dào ơi, lấy cậu ấy có mà ăn răng cả đời à. Cái lão Mão ấy răng lợi buồn cười như có nhỉ. Cái gì mà răng tung tăng đi trước, môi lả lướt theo sau. Chân chưa đến bờ rào thì răng đã chào cô ạ. Cô ơi cô, nhưng mà em thấy từ ngày cô được Hoa Khôi ấy, ai cô cũng chê ỏng chê eo. Em lo cô ế chồng mất tuổi. Thì tao ế rồi còn gì. Cao không tới, thấp không thông, gặp toàn một lũ lông nhông ở giữa. Ngọc ơi. Ngọc. Bà đi ra ngoài đi con. Ừ, ạ. Này, đến giờ này rồi mà khách sắp đến rồi đấy. Còn chả lấy chồng đâu. Có lẽ
Con ở vậy với thầy mẹ thôi, mệt hơn cả tì hoa khôi. Sao con lại ăn nói dại dột thế? Thế con làm sao mà con ở cả đời với thầy mẹ mãi được nào? Con cứ yên tâm, lần này là do bà phán thừa môi giới. Cậu ấy tên là Âm Kim. Hả? Kiếp, tên gì mà âm mưu thế? À, ui, cậu tên là Kim Ấm. Cậu Kim Ấm, con bà Kim Chén, cháu Hùng Kim Song. Này, con cứ gặp đi rồi sẽ biết. Có mất gì đâu mà sợ gì. Thôi được rồi, chỉ lần này nữa thôi đấy. À, là xe sáng phẳng, là xe sáng phẳng, phố dít lên sơn răng, phà răng phẳng, à, dệt kim mất cái phệt em mua. Đời không tiền, nói chi đến cái chuyện tình yêu. Ôi dồi ôi, 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 mày lòng gì mà khiếp thế này chứ. Hạ càng xuống. Đến rồi cậu à, không xuống định để tôi cõng hay sao? Không khổ quá. Cậu này, cứ ở đây để con vào trước xem sao. À, con cứ vào đây. Đừng lần vẩn nhá. Vào xem nào. Ôi giời ôi, không cửa chặt quá. Ôi giời. Ông bà Phẩn có nhà không? Ông bà Phẩn ơi. Phẩn ơi, đi đâu Phẩn ơi? Quái nhà đi đâu hết cả nhà. Ôi giời, chó cậu cậu chó, chó cậu cậu chó, chó cậu cậu chó, chó cậu cậu chó, chó cậu cậu chó. Hỗn nào? Bỏ mẹ, chó Tây không hiểu tiếng ta. Không phải dùng bình ngữ. Chiếc Maxi Tiger. Ui dồi ôi, Maxi Tiger. Tao là mẹ sữa. Ui dồi ôi, đi hầu cậu tao là mẹ sự kim ấm. Mẹ sự kim ấm rất giàu lại hâm ấm. Ui dồi nói đấy mà chó hiểu đấy. Mẹ sự kim ấm đến hỏi cô Ngọc nhà mày về làm vợ. Vợ Maria. Ui dồi, thế mà mày hiểu ngay à? Trình độ ngoại ngữ của con chó như này thế mà khá tâm phết. Cậu ơi, cậu đi đâu rồi? Cậu ơi, cậu ơi, cậu ơi, đi đâu rồi? Đây, đây. Ôi giời, làm gì mà phải chào tận đấy? Con vừa nói chuyện với con chó nhà này rồi. À, bây giờ là cậu có thể vào được rồi đấy. Vào đi, xuống, xuống. Mày vào đi. Ôi, cậu vào, vào con... để nó cắn tao à? Hả? Thằng củ chuối. Cậu ơi, xuống đi đừng lo. Trình độ ngoại ngữ của con chó Tây nhà này nó phải ngang với trình độ của cậu. Láo. Còn gì nữa? Nói phát nó hiểu ngay. Mà nói cậu mãi chẳng hiểu gì, mặt cái chanh nhục thế này. Ừ, sao? Ừ. Mày hỗn quá đấy con ạ. Chỉ tay chứ. Nó ngang là nó ngang với mày. Vâng. Chứ nó ngang thì chó được với tao. Ôi em tưởng có bao nhiêu tiếng Tây cậu dạy em hết cả rồi. Ừ, tiếng Tây nó nhiều lắm con ạ. Thế à? Mày có học cả đời moa không hết. Cả đời không hết cả. Tỉ như là ong là một, đơ là hai. Hai. Toa ba, cát bốn, xanh thời là năm. Năm. Ừ, giả như là ghi đông, vốt tăng, các bà ca, các đờ sen, các đờ bu. Ừ, mày thấy không? Ừ, nhiều lắm con ạ. À. Ui giời, tiếng Tây kinh cứ nhỉ? Chịu khó theo hầu cậu đi. Vâng. Rồi thỉnh thoảng moa bố thí cho vài chữ. Vâng. Phe này á, moa quyết tâm tán bằng được cô Hồng Ngọc. Kinh quá nhỉ? Để sĩ diện với đời. Ừ. Đi. Ừ. Vào theo cậu. Vào. Vợ chồng tôi được đón tiếp ai thế này? Dạ thưa ông bà, cậu cháu con xin có lời kính chào ông bà. Dạ. Chấm. Ôi, gì đấy? Cái thằng này. Con ngồi đâu ạ? À? Ngồi đất. Ôi trời, ngồi đất. Mom. Dạ xin thưa ông bà, con xin phép được giới thiệu về cậu con là cậu con đây tên vẫn gọi là kiếm ấm. Ấm đây không phải là cái ấm sành, ấm sứ, ấm đất, ấm thủy tinh bằng đồng, mà làm cái ấm bằng vàng, vàng chóe 9 con 4. Ôi chết nhầm rồi. Vàng 4 con 9 cara. Cậu kiếm ấm con đây chính là quý tử của ông bà Kim Chén. Thì ra là cậu quý tử đây là con nhà bà Kim Chén. Nghe danh đã lâu. Bây giờ nhìn thấy má. Merci. Merci bú cú. Thì xa thì sầu. Tôi đề nghị anh nói tiếng Việt cho nó nượt. Sen đâu? Dạ. Mời Sen. Cô ra tiếp khách. Sen đâu? Ông bà. Cái gì đấy? Ông bà cho gọi gì con à? Ồ, hay. Tao cũng gọi
gọi mày đâu. Tao bảo mày gọi cô ra tiếp khách cơ mà. Gọi cô chứ không phải gọi mày. Đứa khác cơ. Cô gì đúng không? Trời ơi, tắm hấp. Làm gì mà như muốn ăn vã người ta. Ôi giời ơi, đẹp quá con ạ. Đẹp quá. Cậu mới nhìn qua một cái mà người cậu nó cứng hết cả lên như đây đang cầm tinh con run này cậu. Dạ. Gia đình chúng tôi sinh hạ mãi mới được một con gái này đấy. Vâng. Phải nói là vô cùng hiếm hoi. Dạ. Hoi mới quý. Đúng rồi. À. Nói nào. Ôi giời, cái mồm. Cũng có một vài khách ô tô. Có mỗi một thằng chứ đâu mà bà lại bảo lẽ. Cũng có một vài khách ô tô đến hỏi, nhưng gia đình chúng tôi vẫn chưa đồng ý. Nay cháu nó đã đến tuổi cập kênh. Kênh? Cập kìa. Ô hay chứ, vợ đang nói thì là người ta. Vợ nói chồng cứ cãi. Gia đình chúng tôi đang muốn tìm một ý chung quân cho cháu. Đúng theo rồi. Phong tục ta. Cha mẹ đặt đâu con ngủ thích. Ôi thế ngồi vào cái cọc buộc trâu để nó xoay ruột ra. Đúng rồi. Cái cậu này chỉ được cái nói gở mồm. Chỉ được cái gở mồm. Em nhầm. Dạ xin ông bà cứ ra đề cho ra luôn đi. Thằng này nuột. Dạ thưa ông bà, con xin giới thiệu về cậu con. Cậu con đây là người học rộng tài cao văn thơ, cứ gọi là lai lang trời dương. Được. Em về bòn ruộng tốt na hơn. Ôi, ông có hiểu ý hai câu thơ này không? Ý họ nói là người đẹp vì lúa, lúa tốt vì phân. Lúa. Hay thế. Cái thằng của chuối này, mày nói như thế là mày giết cậu rồi. Thơ cậu đâu ra mà cậu tuồn lên như máy nước hả? Đã có con đây. Con đây? Mày làm gì có thơ? Hay là mày trộm thơ người khác? Ôi đấy không đi ăn trộm thì đầu óc con với cậu ngu như bò này làm gì có thơ. Mày bảo ai ngu như bò? Thế đời người ta ăn trộm nhiều chứ trộm thế thơ thì sợ chó. Dạ thưa ông bà, xin ông bà cứ cho thử tải. Chó, chó. Này, ông bảo ai là chó? Ông chỉ bắt ai? Chồng bảo vợ là chó. Làm thơ vịnh con chó. Cứ yên tâm, con đọc cô nào, cậu đọc theo cô ấy là được. Dễ lắm. Dạ thưa ông bà, con xin ứng khẩu. Nó bắt đầu ứng đấy bà. Quanh quanh đằng đít lại đằng đầu. Quanh quanh đằng đít lại đằng đầu. Tốt. Hễ thấy ai vào cắn gâu gâu. À hễ thấy ai vào cắn meo meo. Ui dồi, chó thành mèo à. Mua nhầm, mua lại nhầm thơ chó thành thơ mèo. Dạ nó là cắn gâu gâu đấy ạ. Nuột. Em biết cho em là phân chó. Anh biết thân em là phân chó. Lão, quá lão. Thật là nhân bất học, bất chi lý. Quanh năm chẳng được trẻ nơ. Quanh năm chẳng được trẻ nơ. Sao đấy? Cha tao. Hay. Thằng này thế mà hay. Hay. Hay cái gì? Từ bé đến giờ, từ đông tây kim cổ tới giờ, tôi chưa bao giờ tôi thấy con chó đòi uống chè tàu cả. Thế ạ?
Dạ, đây là chó quý tộc đấy ạ. À, thế nó mới độc đáo mà vẫn mang phong cách phương Đông. Dạo ơi, hả? Ông thì biết cái gì? Còn gì nữa ông con? Hết rồi cậu à. Hết rồi cậu à. Trần đời chưa thấy cái thằng chủ nó ngu như thằng này. Trần đời chưa thấy thằng chủ nó ngu như cái thằng này. Cái thằng nó chỉ ai à? Hả? Ngu. Ừ. Ngu. Này, các anh đang ở nhà người ta đúng chứ rồi. Không phải ở ngoài đường đâu đấy. Ừ. Dạ, con xin phép thầy mẹ. Ừ. À. Thật ra nghe cậu vịnh thơ con chó cũng được. Cũng bình thường rồi. Nhưng tôi lại thích đối chữ. Chữ đã chết rồi. Chết rồi. Được. Mắc được Moa Gen muốn gì Moa đồng ý. Kìa cô, cậu nghe nhá. Ừ. Cô vợ khôn lấy thằng chồng dại. Ừ. Như bông hoa nhài. Ừ. Cắm mãi. Úi dồi ôi. Úi dồi ôi. Dạ xin thưa ông bà và xin thưa cô, câu này không cần đến trình độ của cậu con. Mà chỉ cần con là đời tớ thôi cũng được. Mày thấy cậu. Thôi được, chủ nào tớ nấy. Dạ con xin phép ông bà. Ừ. Bên ấy tiểu thư ra đề là cái con vợ khôn lấy phải cái thằng chồng dài như cái bông hoa nhài mà cắm bãi. Ấy châu, em lịch sử đấy. Thì bên này con xin đối rằng là chồng dại vớ được vợ khôn là như cái lò tôn ôm một con lò gạch. Thân quả đi đâu đấy, đâu đấy. Thằng này được cổ chứ kim thế giờ. Tôi chưa bao giờ thấy cái lò tôn lại ôm cái lò gạch. Thôi. Này hai cậu, con gái tôi chắc chắn là không thích thơ của hai cậu rồi. Xin hai cậu lui gót cho tôi nhờ. Dạ bẩm ông bà, Moa đây chẳng thích thơ. Dạ thưa ông bà, cậu con cũng rất khinh thơ. Ừ. Vậy công việc của cậu hàng ngày là gì? Có tí ông nọ bà kia không? Dạ thưa ông bà, cậu con nghề chính là nghề ăn chơi đánh chén. Hết ngày này qua ngày khác. Liên miên cậu con nhiều tiền chỉ việc lấy đi chơi thôi à. Đấy, ông thấy chưa? Hàng ngày không cần phải làm gì vẫn có cái mà ăn. Thằng này luôn. Thằng này luôn. Dạ bẩm ông bà. Dạ Moa thực lòng yêu thương em Ngọc. Dạ yêu lắm à. Hôm nay gặp mặt Moa lại càng yêu thêm. Dạ yêu nhiều à. Dạ Moa vẫn thường mơ tưởng đêm đêm. Dạ đêm chẳng ngủ toàn chơi à. Ôi tôi chết rồi. Dạ mong ông bà cho Moa được kết duyên loan phường. Dạ xin phép ông bà cho cậu con được kết duyên gặp vịt. Này nhá, nhà tôi đây không phải là trại chăn nuôi gia cầm gia súc nhá. Sen đâu? Dạ. Sen. Thả chó ra cho bà. Có bao nhiêu động vật cắn chết người mày thả ra cho ông? Dạ vuôn. Mày thấy họ thả chó ra làm cái gì đấy hả con? Nó thả chó ra nó đuổi cậu. Hả? Nó quay cậu không bằng con chó. À. Nó quay mình không bằng con chó nhà nó. Không bằng con chó con. Nhục. Quá nhục. Về. Về. Cầm cho cậu cái mũ. Ừ chứ cầm. Ê, quân tử trả thù 10 năm vẫn chưa muộn. Chưa muộn. Đi về. Về. Nhục. Quá nhục. Nó coi thường tao. Nó coi thường cả con. Nó coi tao chẳng ra con chó gì cả. Nó khinh tao. Nó khinh cậu. Tức là nó khinh cả con. Mà nó khinh cậu thì được dạ. Chứ không thể nào nó khinh con được. Vì là cái sĩ diện của con là nó lớn lắm. Sĩ diện của mày bằng làm sao được sĩ diện của tao được. Sĩ diện là con hơn của cậu chứ. À thằng này láo. Ôi sao mày sao giở mặt sớm chính thế? Mày đã làm hỏng việc của tao. Em có làm gì đâu. Mày ăn không nên đòi, nói không nên lời. Ui, cứ chỉ tay. Bây giờ tao phải hành hạ mày cho nó hả. Đi vào trong kia. Ôi ơi chết giở mặt mày. Em có làm gì đâu mà tự dưng lại lật mặt sớm thế. Ôi trời ơi, tao này cái chặt cái gì. Mày nhìn đây. Ui giời. Mày xuống cáo.
ơi, cậu đừng mua kiếm, múa côn nữa, em ngã xuống xoài rồi. Phải lại súng bắn chim. Bắn súng rồi ô. Súng bắn chim chứa chứ ai đều như nó. Lại súng bắn ô nhỉ. Ôi trời ơi, em trên cậu. Cậu có bắn thì bắn từ rốn trở lên. Đừng có rốn trở xuống thì chết đi em. Tao không thích từ rốn trở lên. Ôi trời ơi. Mà tao cũng chẳng thích từ rốn trở xuống. Ôi thế đầu không thích, đuôi tao không thích. Tao chỉ thích khúc giữa. Ôi lại thích khúc giữa. Ôi trời ơi. Thứ hai này. Mày chết thương ơi. Chấm ơi chẳng thích. Thứ hai này. Cậu hại chết đời con rồi, ôi ơi, còn gì là tương lai nữa. Ôi ơi, thế này nào, mất cái phần xác rồi thì còn cái phần hồn thì để làm gì. Còn cười nữa. Thằng củ chuối, bỏ cái chân xuống. Sao được đánh người thế. Tao chỉ thử độ bền của mày xem như thế nào thôi. Thử mà chứ giặt thế đi chết. Được rồi, cái nhà đấy rồi sẽ biết tay tao. Cả cái nhà rồi nó cũng sẽ biết. Này con chuột chuột chuột. Mày định làm gì? Con là con. Cậu làm gì con làm đấy? Ôi trời sao thế? Tao làm gì mày làm đấy bảo? Thế mày thấy cô Hồng Ngọc nhà đấy có đẹp không? Ôi trời ơi, nó đẹp lắm cậu ạ. Nó đẹp một cách tràn bạo. Con nhìn thấy nó một cái là con phải lòng ngay. Ấy năm canh con sao thức canh dài con toàn mơ thấy nó gác đuôi tao cỡ con. Được, mày thích lấy nó gì. Ôi dồi ôi, đến cái thân phận cậu còn chẳng ăn thua, phần con đầy tớ thì chỉ mua lấy cái thèm. À mà là con thèm thì trẻ biết đứng mà xem cái chân đũa mốc con chả dám chen cái mâm vàng. Được, cậu sẽ cho mày lấy nó. Úi dồi ôi, thật hay đùa đấy. Cậu mà lại thèm đùa với mày à? Đừng có đùa với trái tim đau khổ nhiều lần này nhé. Nhưng phải nghe lời cậu đấy nhá. Thì từ trước nay có cái gì con không nghe theo cậu đâu. Được rồi. Bố mẹ nó muốn gả cho người quyền cao chức trọng. Đúng thế đấy. Được rồi. Rồi. Cậu sẽ làm cho mày thành thằng chức trọng quyền cao. Úi dồi, con thành chức trọng quyền cao à? Đúng. Moa sẽ cho mày đóng một thằng quan Tây. Người Tây bây giờ nó có giá lắm con hạ. Cứ ngửi thấy mùi Tây ấy là chúng nó lao vào như một lũ thiêu thân. Nhưng mà Tây thì nó to, mà con thì bé thế này, đóng Tây không được. Ờ nhỉ. Sao mày lại bé thế nhỉ? Thì có cái gì ngon thì cậu sơi hết rồi. Còn con thì suốt ngày cả đời rau muống với cả đời cùng là mắm cay cùng làm tép mì rượu. Cả đời con nước lò cơm liêu mà lấy đâu cao lớn mỹ miều như bé mày cũng phải cố. Con không cố được lò. Phải cố. Không cố được. Mày cũng cố không? Úi dồi không được. Cố. Tây thì nó to to, còn con thì bé bé. Nó thì cao lớn lăn canh mách xanh mũi lò, còn con thì thân hình quắt queo nhăn nhó, Tây chẳng ra Tây mà tàu chẳng ra tàu. Thôi thì cậu cứ để con cam phận thằng chứ nóng làm Tây thì con không dám. Về tiếng Tây ra thầy cậu mới dạy có vài câu, gặp mai con chỉ biết bông
đua, ai cho con chỉ biết gật đùa mép gì, thôi đành con phải à lê, kéo không thì bà đã thớt ê trẻ cô sông. Thôi thì thôi, não hết cả ruột. Vâng. Mày không thích đóng Tây hẳn thì thôi. Vâng. Cậu không bắt nữa. Vâng. Mày đóng một nửa thằng Tây vậy. Ủa thế 50-50 à? 50, 15, 50, 50, 50, 50, 50. Thôi. Ôi ôi ôi. Mày giống dở à? Nghĩa là một thằng đi du học ở nước ngoài về. Vâng. Nó cũng có giá lắm đấy con à. Có giá lắm mà. Nhưng mà con sợ lộ lắm. Úi giời ơi, chuyện nhỏ á, Moa đã có cách. Cách gì? Bây giờ thế này. Vâng. Mày phải nghe cậu. Giả giọng lơ lớ một chút. Như kiểu đi lâu ngày quên mất tiếng ta. Thế à? Pha chút tiếng Tây giả cầy cho nó có vẻ trí thức. Nhưng mà con đâu có biết tiếng Tây. Khổ quá. Thì mày cứ nói những cái câu mà học lỏm của cậu ý. Thế à? Ông bà phờn rốt như bò, biết câu nào đâu mà sợ. Bây giờ sao? Con cứ nói văng tê thử cho cậu xem nào. Thế văng bừa đi à? Ừ. Con cứ nói thử đi. Ví thử như là chào ông hay là chào bà chẳng hạn. Xin phép văng bừa đấy nhá. Ừ. Bông rùa. Mẹ sự. Rồi. Bông rùa. Ba đêm, ba đêm. Tốt. Ôi ơi. Giỏi, giỏi lắm. Mày rất xứng đáng là học trò của Hoa. Nhưng vấn đề là phải có một thằng đầy tớ cho nó oách. Ôi chứ cậu làm luôn cho kìa. Hỗn nào. Cái thằng của chuối này. Tao làm ông chủ mà lại đi làm đầy tớ cho nhà mày. Tôi làm với tôi, tôi không cần thiết gì đâu. Này, mày không làm, không làm giúp Hoa phục thù chứ. Không phục nữa, phục thì phục. Thôi được rồi, nhưng nhớ là cậu chỉ đóng giả thôi đấy nhá. Ừ. Thôi được rồi. Không đổi đời rồi. Thế mới xứng là người nâng khăn sửa túi cho Hoa chứ. Bắt đầu làm ông chủ nhá. Thằng kia lại đấy. Sao mày chậm thế? Nhanh lên. Ui, trông mày mẹt xà lồ, trông bố rồ như là cái con. Ôi dồi ôi, thằng này hỗn nào, sao mày dám đá cậu? Ông chủ, nó phải thế chứ. Nhìn cái gì? Cậu vẫn sầm đá đít con là gì? Ôi, thôi, được rồi. Nhưng mà mày đá giả vờ thôi đi nhá. Thế cậu bao giờ đá con giả vờ không nào? Mỗi lần cậu đá con mông sưng thằng rưỡi thế này. Đâu? Không phải xem. Tập lại đi. Thằng kia. Mày lại đây. Mày làm quốc rộng. Ông hầu hạ mày nhiều lắm rồi. Hôm nay có ngày ông hành lại là mày đây. Mày nên nhớ ông là người sang trọng mới từ Ba Di cho mày. Ông là ông chúa ghét cái loại chỉ biết ăn mà không biết làm, chỉ biết băm dê mà không biết chăm ai. Hầu tao là phải biết tính của tao, không như cái thằng chủ khốn nạn của tao. Cái thằng đo là nước mắm, đếm củ chất hành. Cái thằng cho mồm mồm ăn xong còn móc ra xem ngửi xong rồi lại còn tiếc. Hầu tao là phải biết tính của tao, gọi là phải dạ bảo thời là phải vâng. Cái mặt mà cứ cong cong thì ông đá đít có xoong xà lù. Mày mới mang kiếp mũ dù thì ông đấy đá đít xà lù cô. Thôi, tốt rồi, quá đạt rồi. Mày làm quá đạt rồi. Mặt hả ông? Xem nhiều mặt cô con cũ đi đấy. Mày này, mày biết cái gì? Lau chà, lau chào đi. Lau chà, lau chào. Tôi đi ra ngoài hầu cô đi. Đi ra ngoài hầu cô nha. Đi. To tiếng khẽ. To gì đâu. Đi ra đây. Này. Thằng này nó ở bên Tây à? Ừ. Nghe nói đi du học ở Tây về. Ba Di đấy. Nước cạnh tàu cái gì? Thế nó học cái gì đây? Ôi dào ơi, không cần biết. Chỉ cần biết là nó ớ u âu giờ âu dâu huyền giàu. Giàu rất à? Giàu. Ừ. Thế thôi. Ừ. Mà này, thằng này đáng ra phải lấy vợ Tây mới oai. Ấy thế mà nó chê vợ Tây không thèm lấy.
muốn lấy vợ Việt Nam. Thế mới được chứ. Thế là phải. Lấy gái Tây làm gì? Phải. Suốt ngày nó xì xà xì xồ. Đúng rồi. Nó chửi vào tai mình. Mình không biết. À, đây đây đến rồi, đến rồi, đến rồi, đến rồi. Ê. Nấp vào. Ông nói cho cái quốc đi. Làm gì mà phàm phu tục tử. Dạ chào cô ạ. Chào cậu. Cô cho tôi hỏi, khí không phải, đây có phải là nhà ông bà Phởn thân sinh ra cô Hoa Khôi Hồng Ngọc không ạ? Cô chủ tôi đấy. Ông bà tôi đang đợi ông Tây nhà cậu ở trên nhà kia kìa. Thế ạ. Mà mà đầy tớ của khoai tây gì mà trông chả khác gì ta cả. Run đi vào đây. Vào. Con run lắm cậu hả? Trời ơi, quá. Bông rùa, mê sự. Bông rùa. Bà đưa. Xin kính mời bông rùa vào ạ. Ô la la. Mời ô la la vào. Ô la la. Ôi chào ơi. Mới cầm tóc được rồi. Này bà. Dạ thưa ông bà, cậu con đây là Envid Ất, mới từ mẫu quốc trở về. Cậu con đây rất lấy làm hân hạnh được làm quen với ông bà và gia đình. Dạ xin mời bông rùa uống à. Ồ la la. Được không? Uống nữa. Rất hân hạnh. My guy sẽ đưa thuốc. Thuốc nha. Xin cảm ơn. Tôi không thích, không thích. Ông có thuốc lào không? Thuốc lào hả? Vâng, thuốc lào đấy. Cậu con tuy ở Tây lâu năm, nhưng cậu con vẫn không quên được thuốc lào. Đúng rồi. Dạ quê hương mà ngài vẫn không quên được cái món đặc sản của dân tộc. Quý hoài, quý hóa, quý hóa quá. Có ngày này mà ngài ăn điếu thuốc. Ê, dạ xin. Dạ để con mồi lửa cho cậu. Dạ để cho nó lịch sự. Hút điều thuốc lào, nâng cao xì diết, thơm mồm bồ phổi diết trung lão. Quá hay, tuyệt, tuyệt vời. Ông ơi, chép, chép ngay, chép ngay ông ạ. Ê, thuốc lào, chồng hút vợ sái. Thằng bé châm đóm lăn quay gì nhá. Ông lão hàng xóm đi qua, người phai cái hơi khỏi say bá muốn ngái. Ô la la. Say bá muốn ngái. Ngài đây chính là một nhà trí thức bình dân. Tôi còn biết cả ca dao nói về thuốc lâu. Nhờ ai như nhờ thuốc lạ đã trốn cái điều xuồng rồi lại đau cái điều lệ. Nhờ điều nhớ nhờ mối em, nhớ điên nhờ đào nhớ rên. Nhớ rên. Hí hí. Thơ lạ lắm, dòng thơ lãng mạn lắm, bay bướm lắm. Thôi 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 cậu ơi. Thơ phú để sau. Bây giờ ta vào việc luôn. Dạ con bẩm với ông bà. Cậu con ở nước ngoài đã lâu. Bây giờ muốn về quê hương để lập gia đình. Mà nghe nói cô Hồng Ngọc là Hoa Khôi xứ Bắc. Nên cậu con muốn đến để xin làm tế tử. Tôi muốn làm con dê cụ. Lạ nhỉ. Nhà ta có nuôi dê đâu mà nó lại nói xin con dê cụ. Hai cụ
đờ ăn cơm buổi tối trưa. Cái thằng gì? Dạ, cậu con nói tiếng Việt chưa sõi. Ý cậu con muốn nói là xin làm rể hai cụ. Được, sẽ được. Ui, cậu con đây biết nhiều thứ tiếng lắm. Riêng tiếng Việt cậu con không sõi thôi. Chứ còn cậu con biết là, ví dụ như là tiếng Ý là 1 này, Italia là 2 này, Úc là 3 này, Australia là 4 này, Tàu là 5 này, Trung Quốc là 6 này. Ai cần lâu? Lâu. Thế bên đó có gì khác không? Nước Lào cùng dòng nước ta. Cái cửa là để nó đi ra, đi vào. Nước ta cùng dòng nước Lào. Cái cửa là để nó đi vào, đi ra. Ô, đà la. Đi vào, đi ra. Đúng là người đi nhiều biết lắm. Thế tôi hỏi khi không phải gia cảnh nhà ta ở bên Ba Di nó thế nào? Úi, bên Ba Di cậu con giàu lắm. Cậu con có mấy cái đồn điền lớn. Ruộng lúa 3000, thằng cánh cò bay. Ôi, thế... Ê, nó bay suốt đêm ngay. Mọi cánh về không có chỗ đỗ, rồi nó lăn quay ra chết. Ôi là lỡ. Em Hồng Ngọc nhà tôi bấy lâu nay cũng đang mong ngóng đợi chờ một người đấy. Kính thưa thầy U. Nói sõi nhẹ, kính thưa thầy U đấy ông ạ. Con xin phép thầy U cho con được. Về đã đòi đè đầu cưỡi của vợ chồng mình có mà chết à? Ê, con ơi, một khi con đã là con của thầy U rồi, thì con muốn cưỡi gì? Cưỡi chó, cưỡi mèo, cưỡi lợn, cưỡi dê, thầy cho cưỡi tuốt. Ê, hai cụ ở đây hiểu nhầm ý cậu con rồi. Thế nào? Ý cậu con ở đây không muốn cưỡi ông. Mà cậu con cũng chẳng thèm cưỡi bà. Mà cậu con cũng chẳng đòi cưỡi cô Hồng Ngọc. Mà cậu con muốn cưới. Cưới. Này, cưới vợ phải cưới liền tay. Chớ để lâu ngày lóng kẻ rèm pha. Lấy cưới. Ô là là, xin phép thầy U cho con được ở ấy. Không, cậu ngồi xuống đây. Cậu cứ ngồi xuống đây để con trình bày. Dạ, kính thưa hai cụ. Cậu con đây giàu có lắm, cầm rất nhiều tiền về. Nhưng cậu con chưa tậu được đất, chưa mua được nhà. Chính vì vậy cậu con muốn sang đây xin ở rẻ đấy ạ. Ở rẻ? Hóa ra là cậu muốn ở rẻ. Này, ê, cậu có biết cái chữ gì đây không? Chữ gì? Chữ tiền. Có tiền mua chiến không được. Ôn là lá. Ôn là lá. Trời ạ. Chữ với chả nghĩa mẹ chả biết. Mẹ chỉ biết mỗi chữ két thôi. Cứ đưa chìa khóa két cho mẹ. Mẹ cho cưới tuốt. Cưới. Sướng quá, đã trả được mối nhục này rồi. Úi dồi ơi, sao tắm lâu thế nhỉ? Ngọc ơi. Ôi Ngọc, vợ mấy con sao tắm tắp kỳ cọ gì mà lâu thế nhỉ? Đêm chân hôn có để chồng chờ đợi đến gì này, bức xúc quá, không chờ đợi mệt mỏi quá, bức xúc quá. Úi ôi, bà trẻ, ôi dồi, bà ngoại. Đi đâu? Ôi, con này lạ nhỉ? Thế đêm chân hôn mày đây làm gì? Mợ bảo con ngồi đây canh. Canh? Nếu ai thò cái gì vào, cắt luôn. Úi dồi ôi. Con ở đây hầu mợ. Mình theo hầu là đủ rồi. Ôi thế đêm tân hôn mày cứ ngồi lù lù ở đây, mày rung đùi thì ông còn làm ăn gì hả con này? Cút ngay. Úi dồi, chói óc. Sao những lần trước ông ăn nói lịch sự lắm cơ
lịch sự rồi. Ông chỉ dùi lục chấm bóng cánh thôi. Mày là cái thứ con sen đầy tớ, mày bắt chủng mày phải lịch sự với mày. Mày ra đây ông dạy cho cái bổn phận của mày. Mày ra đây, mày ra đây. Mày lớn mà cả này rồi mà mày không có ý có tư gì cả. Mày dạy mãi rồi mày ngu thế, mày ngu thế. Để ông dạy cho cái bổn phận của mày. Bổn phận của mày là gì biết không? Nhà bẩn phải quét, dép bẩn phải chùi. Chủ ngồi là mày phải đứng, chủ mắng là mày phải cười, chủ lười mày phải chăm chỉ. Khi chủ tức khí về chạy cho xa, kẻ ông đánh cho bỏ bà sưng miệng gãy răng không có đường mà cháu thấy lại sang con cháu bị nghiệp lắm rồi. Cậu cứ làm như là cậu đã từng làm đầy tớ rồi. Thì tao muốn là đầy tớ. Hả? Tôi quên, tao chuyên môn thuê đầy tớ. Dạy, chuyên môn thuê đầy tớ. Sơn ơi. Sơn ơi. Không ơi, đừng có chạm vào người con. Thì Sơn ơi. Con đã bảo cậu rồi. Không Sơn ơi. Xem này cậu cho con tí hạt bí cậu mới rang, con ra cái ngồi cắn chắc con nhá. Con chiều cậu tí con nhá. Không thèm. Ồ. Người ta là người lớn rồi ai thèm ăn hạt bí. Ồ con này lạ nhỉ. Bảo mới cầm chày cho nó nhẹ mày cứ thích vần cối à. Mày có ra không? Không. Mày có ra không? Không. Mày không ra ông tẩn cho mày nát đời con sen ra bây giờ nhá. Ghét. Bỏ cái tay xuống. Cậu ăn nói dùng cái ngôn từ kiểu gì mà cứ như mấy thằng đầu đường xó chợ ấy. Thì tao vốn là đầu đường xó chợ. À chết quên chợ ba gì bên Tây. Bên Tây à? Sao? Bên Tây con thấy người ta ăn nói lịch sự nhá. Chứ không như cậu đâu, chả lịch sự tí nào cả. Tây chẳng cần khỏe nhá. Thế mày có đi không? Không, con ở đây hầu mợ cơ. Ô thế 12 giờ đêm mà mày vẫn hầu à? Vâng. Mày treo không à? Không treo. Xin lỗi mày. Ôi trời ơi, bảo hầu thì mày không hầu, không bảo hầu thì mày hầu. Mày thích hầu thế thì hôm nay ông cho mày đi sầu. Ông cho mày đi sầu, 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 sầu. Trời ơi, mệt rồi. Ông là ông. Là ông để dành sức cho cái đêm hôm nay là cái đêm tân hôn. Ơ tân hôn. Không có ngủ chết cho mày. Ôi giời ơi, mới chạy có một vòng. À mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Có việc gì đây? Tôi định vào thì nó cứ ngồi đây, nó không cho tôi vào. Thế nên không vào được. Cậu vào làm gì? Trong đấy có việc gì cho cậu làm đâu? Vào để... Để gì? Ngắm trăng ăn mệt. Này, sao à? Anh là do thể me tôi cưới. Chứ không phải là tôi cưới anh nhá. Thế phải tìm hiểu xong đã chứ. Đúng rồi. Thế à? Tưởng... Tưởng mà vào ăn mệt được ngay. Tưởng máy được ngay. Ồ. Tôi bảo nó ngồi đây này. Ngọc ơi. Cái gì? Tôi yêu Ngọc say đắm bao la. Đêm không ngủ được, tôi cứ đi. Mũi cắn sao nhỉ? Ra đi vào. Tôi yêu mà gan ruột nó con cao. Đêm không ngủ được, tôi cứ đi vào rồi tôi lại đi ra. Tôi yêu mỡ như thịt mỡ nhớ bánh da. Như cá nhớ muối, như thịt gà nhớ lá chanh. À thôi chết mất quên mất. Anh như con dọc phay kề bên miếng thịt. Mà mà đâu chồng thế? Ngọc ơi đi đâu chờ mấy Ngọc ơi. Kìa, tỏ tình kiểu gì mà như mấy người làm bếp. Nhìn trong người nó cười. Ôi thế tao chỉ con với nhà mày đi à? Mày có đi không? Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Nghe con nói chuyện này nè. Gì thế con? Nghe. Đêm khuya khoắt chuyện gì thế hả? Mẹ, đêm tân hôn nó có ngồi lù lù kia kìa. Con bảo nó ra để con đang định làm cái lễ, gọi là lễ cái hợp không? Không phải, là cái lễ động phòng. À, động phòng, động phòng, động phòng. Thế lúc con đang định ấy, nó ngồi lù lù kia, ngượng chết lên lần. Thôi được rồi, để mẹ, để mẹ. Mẹ bảo nó đi, hỏi xem nó có phải nó là em mẹ ơi, con không? Bà. Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Mợ cứ trêu con 17 tuổi rồi ạ. 17 tuổi nó ngu chết. 17 tuổi rồi mà gãi cành cạch con gái con nữa thế hả con? Ghét vào xuống đấy cá mà nó chết rồi ông giết sống mày. Ra đây. Nghe này. Nghe đấy. Con có biết đêm nay là đêm gì của cô cậu không? Đêm gì không? Hả? Ôi giời ơi cái con này. Mọi ngày mày khốn như con chó con mà hôm nay bỗng mày ngu thế hả con? Mày có biết đêm nay đêm gì không? Đêm nay quan trọng lắm đấy. Quan trọng lắm. Đêm nay là cậu mày với cả cô mày. Đấy. Là ui là
mà. Quan trọng lắm đấy. Ừ, hay lắm. Này, thế tôi vào đây bà kể cho nghe hay lắm. Sao bà kể cho mà biết? Chuyện này không kể to. Lớn mà không hôn thế nào cả. Bà ơi bà. Bà. Đêm hôm khuya khoắt, cái thằng Kim Ấm nó đằng đằng sát khí, nó đến nhà ta bà. Cái gì đấy? Lạ nhỉ. Cái thằng con dễ hụt đi, đêm hôm khuya khoắt, thế nó đến nhà mình có việc gì? Không biết. Chắc là có chuyện quan trọng rồi. Cho nó vào. Cha dễ hụt vào. Bà ơi chơi tiếp đi bà đi. Ôi giời ơi. Ô hay. Mở cổng cho nó vào. Trốn làm mở sao cổng cho nó vào. Kiểu gì tao phải cho nó đáng thích. Đâu? Đâu? À. Ai 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 ai? Thằng Hoa này mày đến đây làm gì? Đầy tớ vừa mới trốn đi. Mà có người báo rằng nó đang... Đang gì? Trốn ở nhà ông bà. Để đừng có vớ vẩn đi. Này này này. Lạ thật đấy. Nhà này từ xưa đến nay chỉ có bốn người. Bốn người. Tôi là một. Ông nhà tôi là hai. Con Hầu là ba. Đúng rồi ba. À không, nhà này có năm người. Đúng rồi. Tôi là một. Nhà tôi là hai. Con Hầu là ba. À, Hồng Ngọc, cô dâu đêm nay là bốn. Bốn. Quan trọng nhất là... có ngài eo vịt ất mới ở Ba Di về. Là chú rể đêm nay. Thế thì phải năm là năm người. Năm người. Năm người. Làm gì nhá? Có ai tên là thằng Hầu ở đây? Hả? Được. Ất đâu? Ra đây. Cái gì sao Tây mà chạy bước ngắn thế? Dạ con đây à. Bảo Mai mà sao đến sớm thế? Thằng củ chuối. Ôi, mày lấy áo của Moa mặc đẹp quá nhỉ. Cũng bình thường thôi. Thế à? Được. Thế bây giờ cởi cái áo ra. Cởi. Ôi giời ơi, sao lại cởi áo ở đây thế này? Ôi giời ơi. Bà ơi. Bà ơi. Bà. Bây giờ cởi quần. Ôi. Cởi nốt quần ra. Ôi giời. Cởi ra. Ôi giời. Em xin phép chú bác em mất ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi mất lịch sự. Trông này, trông này. Ôi giời ơi. Quay ra đây. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Đấy. Nhìn kỹ chưa? Còn cái dâu này nữa. Cởi nốt ra. Ôi giời ơi. Cởi nhá. Ôi giời ơi. Ngứa thế này. Ôi giời ơi bà ơi. Cởi nốt bộ tóc ra. Cởi ra. Mày nói đi. Nói gì? Với bộ dạng như thế này mày đến đây làm gì? Nói. Ôi giời. Cưới vợ chứ có làm gì nữa. Cưới vợ. Thế mày định lấy con ở nhà này hả thằng củ chuối? Con gái rượu thầy ơi. Bao nhiêu công đầu tư của thầy xuống sông xuống biển rồi. Ông ơi bà thật đủ giờ mà ông ơi. Bà ơi con bị lừa rồi bà ơi. Con ơi. Con ơi. Đừng cô Hồng Ngọc mà lại cưới cái thầy tớ ơi. Của tôi làm chồng á. Ôi giời cưới ơi. Cưới rồi nhá. Lễ cho Hồng nhá. Khổ thân con đời rồi. Nào ông bà Phởn danh giá là thế mà lại có thằng rể củ chuối như mày. Còn cô Hồng Ngọc chả gì thì cũng là hoa khôi Bắc Kỳ chứ không phải là cái loại rau dưa cỏ rác mà bằng lòng lấy mày đi mày. Ôi trời ơi vừa mức thôi. Thôi đi. Thưa thầy mẹ. Mẹ. Đây là chồng của con. Thấy chưa? Thầy mẹ cưới hỏi đường đường chính chính. Làm gì phải sợ? Bây giờ người ta có là gì đi chăng nữa thì tôi cũng là vợ chính thức của người ta rồi. Chết chưa? Này, cậu Kim Ấm. Cậu đã sắp đặt để lừa gạt tôi. Được, đời còn dài. Các cụ nói 30 vẫn chưa Tết cơ mà. Đúng. Cậu. Lại đây tôi bảo. Đã là chồng người ta rồi thì mạnh dạn lên, làm gì phải sợ. Đấy, thầy mẹ nhìn xem, chồng của con mặt mũi sáng sủa thế này cơ mà.
Ui giời, hơn gấp trăm gấp vạn lần cái loại công tử xứt môi lồi rốn, con nhà giàu nhưng đầu óc thì đần độ. Chết chưa. Trời ơi, còn xa lắm bà ơi. Cô tân con gái cô ơi, thế này thì bất công quá. Thôi em đi học mặc quần áo lạnh quá. Bây giờ cô là gái đã có chồng. Thôi, chuyện của cô tự lo được. Cô chỉ tức mình mà còn bị thằng Kim Âm nó lừa. Hoàng công cô giữ gìn mấy chục năm bị lừa một phát, cô làm vợ thằng đầy tớ ngay. Cô ơi, hay là cô để con lấy nó thay cô. Thôi, đừng khóc nữa. Cô đã có cách rồi. Cách gì à cô? Sen có thương cô không? Thế em thấy cậu thế nào? Cậu nào ạ? Ô hay, cổ có mỗi một cậu ất đầy tớ, chứ còn cậu nào nữa? Tưởng cô nói ai? Hóa nói cái thằng mắt rán dấm ấy. Đã thế, môi lại còn dày bình bịch như cái bánh... bánh dày kẹp chả. Đúng là cái đồ trẻ con chả biết gì hết. Ông bà mình nói, đàn ông môi dày mới gợi tình. Em nhìn đến mặt thằng đấy à, em chỉ muốn dần cho nó một trận thôi. Thế xe là gì của cô? Em là hầu của cô. Thế còn cậu ất là gì của cô? Dạ, dạ là chồng của cô ạ. Chưa còn gì nữa. Bây giờ người ta đã là chồng của cô, là cậu của Sen rồi, còn phải coi người ta là chủ biết chưa? Dạ. Mày phải giúp cô dạy dỗ cậu nhá. Dạ vâng, con hiểu rồi ạ. Hồng, hồng, tuyết, tuyết, ôi trơn quá. Mới ngày nào còn chưa biết cái chi chi. 15 năm thâm thoát có ra gì. Ngoảnh mặt lại đã đến kỳ sinh nở. Quần áo thay liên tục. Mà có làm gì đâu mà thay lắm quần áo thế nhỉ? Từ sáng giờ em giặt thế này là 6 chậu rồi. Ôi rồi. Cậu cắp thau đi đâu thế? Em đi giặt. Đàn ông đàn an gì mà chả ra thể thống gì thế? Gặp vợ mà lại sợ như thế à? Sợ vợ cũng là một đạo đức đấy à? Lúc nào em để vợ lên trên để cho nó ấm êm cửa nhà. Lúc nào em cũng một lòng thờ vợ kính con, cho vuông chữ bố mới tròn đạo. Này cậu. Dạ. Ăn mặc quần áo gì mà trông như ở trần thế kia. Yêu nhau mới được ở chân. Mà thịt da ta lại đắp lần. Thịt da. Thôi, đi vào trong buồng ấy. Làm gì ạ? Đứng trước gương mà soi xem có giống gái đẻ không. Ui dồi, kinh thế. Thay bộ quần áo cho tôi nhờ. Xong ra đây tôi bảo. Lại thay lần nữa.
khiếp, từ sáng giờ thay đến 3-4 lần quần áo, cứ cởi quần áo ra lại mặc quần áo vào tắm liên tục. Mà ra cũng chẳng cho ra, mà vào cũng chẳng cho vào. Bức xúc quá, bức xúc quá. Tí nữa cô sai cái gì thì làm cái nấy, nghe chưa? Vâng ạ. Rồi khổ đấy, cứ vào lại ra, ra lại vào, chả được cái gì. Thưa mà, xong rồi à? Làm gì mà rúm gió như thế? Đàn ông người ta phải thẳng tưng lên, không nhõng nhẽo như thế. Đứng thẳng lên, ưỡn ngực ra, giọng nói phải trầm xuống. Làm gì mà véo von như chim hót như thế? Tôi hỏi đây, sau khi lừa được tôi, vâng, anh có thấy sung sướng không? Sau khi lừa được mở xong, một số ngày vợ chồng sống cùng nhau, ngủ cùng nhau. Này, đừng có ăn không nói có. Ngủ thì ngủ chung, nhưng lúc nào ở giữa cũng có cái que nhá. Biết rồi, đêm đêm sao phải cái que chết khiếp ấy. Nhưng đến bây giờ là em cảm thấy rằng thì là mà là em yêu mà thật. Có cái gì? Anh yêu tôi. Vâng. Thế anh làm gì để chứng tỏ anh yêu tôi nào? Làm cái gì em chả làm được. Rửa bát nhá, quét nhà nhá, rửa chân cho mợ nhá, kể cả bế mợ lên giường đi ngủ. Thôi đi. Ui trời, ru thế. Đấy không phải là công việc của người chồng. Vâng. Anh là chồng tôi cơ mà. Vâng. Em là chồng mà. Ui giời ơi. Là chồng tôi thì anh phải làm gì để xứng đáng với tôi chứ? Làm gì mà em chả làm được. Kể cả nhảy vào lửa em nhảy được. Này này này, nhảy vào lửa để trở thành con chó thui à? Chó thui mà làm vui lòng vợ tao, tao cũng nhảy nhá. Này, dồi, cái gì? Vào bếp nhảy thử xem. Thôi 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 thôi. Cậu ra đây tôi bảo. Ngồi xuống đây tôi bảo. Ôi trời ơi, ngồi như này à? Ngồi phải cho ra dáng một con người lịch sự. Nhưng mà em ngồi trên này nó quen rồi. Bỏ chân xuống. Bỏ cái chân xuống. Ôi trời ơi, ngồi không được thoải mái, không được tự sống thật lòng mình thế nào. Bức xúc quá, mệt mỏi quá, bức xúc quá. Mệt mỏi gì? Ngồi gì mà trông khiếp thế kia. Ôi trời ơi, sao lại quát chồng thế? Chồng có dở dại vẫn là chồng chứ. Lấy vợ mà khổ này, mua mẹ bát sữa uống cho nó xong. Này. Dạ. Cứ cho là anh yêu tôi thật đi. Vâng. Điều mà tôi cần không phải là anh bế tôi. Thế cần gì? Hay giặt giũ quần áo. Vâng. Mà chỉ muốn anh học cho thành người. Ôi giời. Anh có đồng ý không? Ôi giời. Mà bảo em trẻ củi gánh nước thì em có thể làm được. Chứ riêng về vấn đề học hành thì đầu óc em nó tăm tối thì khó đấy. Thế anh có muốn chứng tỏ tình yêu của anh đối với tôi không? Có. Vậy chỉ có học. Ôi giời, học thì cứ cho làm thử. Cái gì phải thử xem nó có thích nó đã chứ. Sen. Dạ. Và lấy sách vở ra đây cho cậu học. Mở dạy cậu học ý dạ? Trời ơi. Đâu toàn đất. Ôi thế bảo bắt em học thật à? Cái tiền nạ nó có học hành gì đâu mà nó vẫn lên ông lên bà. Mà cứ bắt em học. Nó khổ cái thân em ra. Khổ cũng phải học. Thôi được rồi. Trước khi học, em xin phép có một ý kiến nhỏ. Ô hay, sao lại cứ hướng thổ thế này? Thẳng tưng lên. Tưng tưng tưng. Việc gì mày? Cô đừng luôn. Em xin phép có một ý kiến nhỏ thế này. Thế ngoài vấn đề học hành ra, thế em không được thêm một cái gì nữa? Chưa làm mà đã đòi hỏi. Thôi được rồi, em sẽ học. Học. Này. Nhưng trước khi học thì vợ tạm ứng trước cái cho nó phấn khởi cái thằng người. Tôi nói cho cậu nghe. Vâng. Nếu muốn làm chồng chính thức của tôi chứ dạ không vâng phải à. Trên danh nghĩa. Dạ vâng ạ. À. Thì cậu phải học từ đầu. Úi dồi ôi. Cho làm đoạn cuối thôi. Làm đoạn đầu lâu lắm. Làm đoạn đầu tốt. Sẽ cho làm ngay đoạn cuối. Tốt làm luôn nhá. Sen. Dạ. Dạy cậu đánh vần. Nào em học luôn đây. Mày lùng bùng cái gì đấy? Chữ này là chữ gì? Chữ đấy... Tao chưa học. Ơ, dừng lại. Ôi dồi ôi, chết nhỡ mồm rồi. Bây giờ đã là cậu rồi. Vâng. Ăn nói phải cho nó gãy gọn. Vâng, lịch sự vâng. Chữ đấy cậu chưa học. Nói đi. Chữ đấy cậu chưa học. Ôi dồi ôi, điệu cái đầu hết cả mồm. Ôi dồi ôi, tập trung, cậu tập trung.
Chữ này là chữ trăm. Đánh vần. A m âm t âm tâm. Ui giời ơi, ngủ quá. Sen, không được nói cậu như thế. Đấy. Chờ âm trăm đúng không? Chăm chỉ. Chăm chỉ. A m âm t âm trăm. Chăm chỉ. Tom tom chat tom tom tang 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 tang. Bao nhiêu lâu rồi mà tôi vẫn thấy tức. Thật là há miệng mắc quai, bà nhỉ. Mà cái con Ngọc nhà mình lạ thật. Đã bị nó lừa như vậy rồi, nó không đuổi cô nó đi cho xong. Lại còn, con xin thầy mẹ. Ôi giời ơi. Cho con được dạy dỗ chồng con. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Cái đầu đất ấy thì dạy dỗ thế nào được. Thôi, làm gì mà ông cứ giống lên thế. Ông muốn tôi quất núi để ông lấy vợ hai vợ ba hả? Nói nhiều thế hả? Ôi dồi ôi, thầy me làm gì mà ầm ĩ thế, không để cho chồng con học à? Thầy me có làm gì đâu, đang bàn nhau một số việc quan trọng. Ông bà ơi, mợ con đang dạy cậu con học đấy. Mày cứ cầm đèn chạy trước ô tô. Thôi con ơi, còn dạy dỗ học hành làm gì nữa. Cái thằng chán rô mặt bánh đúc ấy, có vo tròn bóp méo thì nó cũng chỉ là cái vải đất thôi. Kìa ông, ông khẽ cái mồm chứ. Con ạ, mẹ nói thật với con là chuyện đã xảy ra như thế rồi, mẹ cũng ân hận lắm. Bây giờ con thì như ván đã đóng thuyền, như cá đã cắn câu. Cá cắn câu biết đâu mà gỡ. Kìa mẹ. Mẹ nói nốt. Chim vào lồng rồi biết thừa nào ra. Thôi mà mẹ. Ừ thì thôi. Mẹ, cái số con nó đã như thế rồi, còn cam phận, còn có trách móc gì đâu. Thầy mẹ thương con thì đừng có rên rỉ như thế nữa. Thôi, thầy mẹ vào trong buồng nghỉ đi. Linh rồi. Người ngạo mạn ngẩn ngơ, dương mắt bé giữa oai linh rừng thẳm, nay xa cơ nhục nhằn tù hãm. Nó khinh người ngạo mạn ngẩn ngơ. Ôi thôi bà vào nhà, vào ngay nhà để cho ông con dê còn học. Vào, Sen ơi vào đi. Vào. Vâng ạ. Anh ra đây làm gì? Ôi dồi ôi, kìa mà. Sao không ở trong kia học? Tôi nhớ mà. Ôi dồi ôi, nhớ mới chả nhung. Học hành như thế thì bao giờ mới thành người được. Nhưng ở gần mà tôi mới học được. Gần là gần như thế nào? Gần là... Như thế này không phải là gần à? Gần nhưng mà gần sát gần sạt cơ. Anh vẫn còn đùa được cơ à? Không. Anh đã thấy thầy me tôi chưa? Thấy rồi. Tôi hết lòng dạy dỗ anh. Vâng. Mà anh nỡ đối xử với tôi như thế à? Kìa mà. Mợ ơi, mợ có đi xa là tôi thương tôi nhớ. Tôi bồi hồi
bồi hồi ngơ ngơ. Tôi nên bước mà đi từng khắc từng giờ. Tôi mong mờ như mong mẹ về chờ. Mờ, mờ đi xa. Tôi khắc khoải. Tôi không ăn, tôi không thiết gì. Tôi buồn thiu, không ai dìu. Thì tôi học với ai? Đừng xa tôi, hãy bên tôi, cho tôi học một mình nghiêm túc. Không ai bên, không ai trông, tôi biết học làm sao. Cậu cũng phải biết nghĩ đến tôi chứ. Đừng để tôi xấu mặt với thiên hạ. Cậu nói cho tôi biết đi, cậu có chịu khó học hay không? Được rồi, tôi sẽ học. Tôi sẽ học để cho mợ qua về xấu hổ vì tôi. Để tôi xứng đôi với mợ. Sen, lấy giấy bút ra đây cho cậu. Tôi đang muốn học rồi đây. Tôi đang khát học rồi đây. Học đi rửa nhục cho mợ. Mợ. Cậu nghỉ ngơi uống nước đã. Cậu vừa mới đi thi về mà đã vùi đầu vào sách vở như thế thì mệt lắm ạ. Đời bây giờ phải học nhiều. Dạ. Dù có học bao nhiêu vẫn chưa đủ con ạ. Dạ vâng, con biết rồi ạ. À Sen này. Dạ. Mày thích câu độ này thế nào? Được không? Ôi trời ơi, trông cậu quá được đấy chứ ạ. Con nói thật không? Con nói thật nhá. Ngày xưa mới trông thấy cậu thôi là con phát khét lên được ấy. Ngày xưa trông cậu khiếp nhỉ? Mỗi khi cậu bao hoa, con à chỉ muốn vạt cho cậu mấy cái vào mỡ. Này, hôn. Con không được hôn với cậu nhá. Nhưng mà bây giờ thì trông cậu khác rồi. Thế à? Đúng. Đời bây giờ là phải học con ạ. Vâng ạ. Mở mặt với đời học cho. Mở mặt với đời học cho xứng đáng. Là người giỏi giang học cho hết kiếp lang bàng, cho thành người tốt để nàng yêu ta. Dừng lại. Không. Này cậu, cậu có nhận tầm quật tại gia không? Dạ, thưa bà cần gì ạ? Túi hỏi là cậu có nhận tầm quật tại gia không? Dạ, thưa bà có, nhưng giá hơi cao một chút ạ. Vậy cậu đi theo túi. Dạ vâng ạ. Dạ, thưa bà,
sao bà lại đưa tôi đến chỗ này ạ? Cậu Kim Ấm, cậu có khỏe không? Cậu không nhận ra tôi sao? Vào đến đây thì tôi nhận ra rồi. Tôi đã gây ra tội cho bà. Cậu có tội gì đâu. Cậu đã cho tôi niềm hạnh phúc đi chứ. Sen ơi, cậu đâu con? Cậu cứ đợi ở đây, rồi tẩm quất cho chồng tôi. Anh ấy đọc sách cả ngày, có lẽ mỏi lắm. Sen. Dạ. Sao giờ này ông bà vẫn chưa về con nhỉ? Không biết chuyện thi cử của cậu thế nào rồi. Chăm chỉ như cậu ấy thì dứt khoát phải đỗ rồi. Cậu lo nghĩ làm gì cho nó mệt. Tầm quất ra truyền đâu nhỉ? Quất ơi, vào làm luôn cho cậu tao đi. Dạ vâng. Nhà ta thôi, gãy xương ta đi giờ đấy nhỉ. Này, thế có rắn trườn, kiến bò, quạ mổ trong vỗ màn trườn không? Dạ thưa ông chủ có. Thế thì làm luôn đi. Úi rồi sao lại ru người thế? Ôi thì không còn cái trò dạ. gì nữa à? Thưa ông chủ, đây là rắn trườn ạ. Cái dựa, ôi trời trượn. Ôi trời trượn, ôi trời. Ôi trời, tôi thôi không trườn nữa. Ôi trời ơi, về trườn thế này chết tao rồi. Ôi mày định tra tấn không à? Ôi trời cậu, quần lại cậu. Quần lại cậu. Cậu cứ nằm xuống. Nằm xuống để người ta đấm lưng cho đỡ mỏi. Kìa mà. Đây là... Đó rồi, đó rồi, đó rồi. Ôi, đó rồi, đó rồi, đó rồi, đó rồi. Mẹ. Ôi trời ơi, hoa này. Hoa sen, bỏ đâu hoa cho con vỡ con. Rồi, mở con mở mày mở. Đó rồi, bảo đó rồi. Không mai sẽ có ngày thành kim rồi. Đi nhầm rồi. Đi nhầm rồi chứ. Mẹ toàn đấy nhỉ. Con ơi, bà biết rồi. Bỏ con sẽ cảm ơn thầy. Thầy đồng tư. Cậu Kim Ấm đâu rồi? Cậu ơi, cậu. Đúng rồi. Cậu ơi, ơi, quần áo thơm tắt để chuẩn bị đón giao thừa chứ. Thế chứ. Dạ, con xin cảm ơn mẹ. Đỡ rồi. Mà chồng cô cậu đẹp đôi quá. Sắp giao thừa rồi các con ơi. Dạ. Năm nay nhà ta đại lộc rồi. Đại lộc rồi. 30 vẫn chưa Tết mà. Mừng từ chốn văn môn, mừng đến hôm nay chiếm được bảng vàng. Trời thương ta sẽ duyên người đẹp như hoa. Ta khi xưa tăm tối cuộc đời mù si, ta hôm nay không còn là người dốt nát. Ấy công vợ hiền kèm cặp gian nan. Hát nữa đi em hát mừng duyên ta, hát câu dân ca mang tình xuân bao la, câu dân ca cho mùa xuân nở hoa, cho xuân về từ khúc hát dân ca, ai mang xuân từ hương nồng hoa thắm thắm tình nồng ôi đẹp mãi duyên ta, ai mang xuân từ hương nồng hoa thắm thắm tình nồng ôi đẹp mãi duyên ta.